Đây là hình ảnh người phụ nữ đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện Hoài Nhai khám 2 tuần trước. Vùng bụng chằng chịt vết sẹo, lồi lõm cùng hàng loạt ổ nhiễm trùng đã xơ cứng. Đây là di chứng sau khi tiêm tan mỡ tại một cơ sở ở Mỹ Đình, Hà Nội từ hơn một năm trước. Lúc đó chị tin theo lời quảng cáo là tiêm mỡ sẽ hóa lỏng giúp bụng thon gọn. Nhưng sau 2 lần tiêm chi chít ở vùng bụng, mỡ không giảm tẹo nào mà bao nhiêu vị trí tiêm xuất hiện bấy nhiêu ổ nhiễm trùng, mưng mủ, chảy dịch. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật xử lý kết hợp tạo hình thành bụng. Cơ sở đấy kê đơn cho em toàn những cái thuốc kháng sinh với kháng viêm, như là em uống thuốc rất là nhiều, nó có khi cả tháng, bởi vì em chỉ cần thôi thuốc một cái là cái vết đấy nó lại ngứa lên, có dịch ấy. Bạn đấy cũng bóp mủ cho em, nhưng em phải nói thật, bóp ôi nó đau lắm luôn ấy. Em thấy hối hận lắm, vì lúc đấy thì em nghĩ là thôi thì người ta làm đẹp chắc là mình cũng đẹp, thì em mới quyết định em đi, nhưng thực sai lầm ấy. Mình đã cắt toàn bộ vùng bị áp xe, vừa giải quyết di chứng của cái lần tiêm tan mỡ trước đây, đồng thời vừa tạo hình lại bụng. Rất may mắn trong trường hợp bạn này là nó không bị nặng nề thêm. Có những trường hợp trước đây mình đã gặp những trường hợp bị nhiễm khuẩn máu rất là nặng nề. Những cái thuốc ấy nó có thể gây tắc mạch, hoại tử. Ngoài cái nhiễm trùng tại chỗ, áp xe thì có thể là nhiễm trùng lan tỏa toàn thân. Bác sĩ cho biết việc quảng cáo về tiêm tan mỡ giảm cân là sai sự thật, thiếu kiến thức khoa học. Bởi ngoài mối nguy từ những loại thuốc trôi nổi, thì ngay cả loại ly giải mỡ được cấp phép, thì với lượng mỡ nhiều như ở vùng bụng, hoàn toàn không có tác dụng. Có những cái dòng thuốc mà được cấp phép, tuy nhiên những cái đấy thì nó cũng có chỉ định hạn chế ở một số vùng mỡ ít của cơ thể, ví dụ như vùng cằm hoặc là một số vùng ở cánh tay, tức là lượng mỡ rất ít. Còn vùng bụng với những lượng mỡ rất là lớn thì hầu như nó không có tác dụng. Trước nhu cầu làm đẹp, giảm cân của chị em ngày càng cao, không ít cơ sở còn phối hợp cho uống loại thuốc gọi là đào thải mỡ ra bằng đường nước tiểu. Nhưng thực chất chỉ là đánh lừa, bởi đó là thuốc lợi tiểu, phải dùng theo sự chỉ định của bác sĩ. Vì những cái thuốc đấy nó làm lợi tiểu, nó làm thay đổi tỷ trọng của nước tiểu, khiến mình cảm giác là mỡ, nhưng thật ra hoàn toàn không phải là mỡ. Thuốc đấy phải có chỉ định của bác sĩ. Nếu dùng quá nhiều dẫn đến cơ thể bị suy kiệt, mệt mỏi và có thể dẫn đến các cái biến chứng về tim mạch, thần kinh vân vân, nó rất là nguy hiểm. Trước nhu cầu làm đẹp, chị em cần hết sức cẩn trọng, chọn lựa phương pháp phù hợp. Bác sĩ cũng khuyến cáo không có bất kỳ cách giảm cân nào thần tốc mà an toàn. Dù phẫu thuật thì vẫn phải kết hợp dinh dưỡng và luyện tập.